cái combo thứ hai mà nhóm mà đang muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là combo super wick cả nhà nhá uhm, các bạn cũng biết rồi super wick vâng chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với cho mình nha khá lâu rồi nhưng một đây không có làm về đó chính là choan mười hai cả nhà hôm nay thì sẽ quyết định là chúng ta sẽ đến đó chính là top những cái combo hay ở choan mười hai cả nhà nhá có lẽ là không làm vòng dài dòng nữa đâu chúng ta cũng đến luôn đó chính là những cái combo siêu hay siêu bá và siêu khỏe ở choan mười hai rồi cả nhà nhá, chúng ta cùng đến đó chính là combo đầu tiên. Combo đầu tiên thì chắc chắn rồi ở cái con uh, từ thân 11 đổ lên. Vâng, sự lựa chọn đó chính là ba lon dòng điện vẫn là một cái gì đó mình có cảm giác là không thể bỏ qua cả nhà. Nên nhóc T sẽ đưa ngay combo đó chính là ba lon dòng điện vào ở cái trận đánh trận đầu tiên nhá. Đây cả nhà này, một căn nhà cho ăn 12 cho đỡ phải đi tìm nữa các bạn nhá. Thì cái sự lựa chọn đó chính là ba lon dòng điện mình thấy rằng là vẫn là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho những anh em nào mà đang chưa có một combo nào hay cho mình thì uh, đây là một trong những combo theo như nhóc ở đây đánh giá là đánh được các bạn nhá khi mà thả ba lon dòng điện thì các bạn cần phải uh, tập trung nhiều hơn đó chính là các bạn cắt góc cho em nó này đó à, ba bi mình sẽ lém vào đây để hai cái góc các bạn nhá và chúng ta sẽ lém đó chính là ba lon dòng điện vào đây nhá Đại quản giáo thì chế độ bay cho em nó đúng không nào? Và ba lon Tàu bay cả nhà này Ok Con kinh chứ gì đã phải gồng rồi à? U buồn dành cho con kinh quá nhỉ Hai con spell thần chú cả nhà Và kèm theo một con spell thần chú vào trong Đó chính là nhà chính nữa Bên trong quân nội thì các bạn có thể lấy Đó chính là Yeti oh, hoặc là Cái gì cũng được nhưng mà ở đây thì nhóc vào T sẽ cầm đó chính là bên trong là ba lon cả nhà. Queen có lẽ phải gồng rồi. Ok, đóng băng vào tiếp cả nhà này. Lấy được con một tia rồi anh em nhá. Con một tia bắn khá là khó chịu ấy. Dòng điện một con ở kia thì nhóc vào T sẽ không cứu em nó nữa. Góc dưới đây, ui Queen vẫn còn cả nhà kia, ngon thế. Con dòng điện ở đây thì sao? Có lẽ mình sẽ cứu em này cả nhà nhá. Ui trời ơi, cứu mày là một cái gì đó mà cảm giác là sai lầm lớn nhất của anh một Tê rồi. <laughs> Vậy là mình còn một bình băng và bốn con dòng điện. Đại quản giáo thì cực kỳ là thấp máu. Ui rồi, ông đại quản giáo đi rồi cả nhà. Đúng theo tiến trình này thì ông đại quản giáo đi là cái chắc chắn rồi. Và con dòng điện của cái kia cũng ra đi luôn. Giật hay quá nhá Ui lốc xoáy kìa Không kịp làm gì Lại phế mất bình băng Đùa là em hai bình băng hôm nay phế như quả khế anh em ạ Nhưng mà không sao Đây là một trong combo Theo nhóc MT đánh giá là nó cực kỳ khỏe ở mười 12 các bạn nhé Đó và cũng được đông đảo anh em game thủ chơi rất là nhiều luôn Con visa này thì chắc chắn là không thể nào thổi được bay hai con dòng điện này rồi Đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta cùng qua đến đó chính là combo thứ hai. Rồi và bây giờ thì chúng ta cùng qua đến đó chính là cái trận thứ hai cả nhà này, cũng như là cái combo thứ hai cả nhà nhá. Đây rồi cả nhà, một căn nhà cho ăn 12 cũng rất là khỏe và mắc đúng nào. Nhóc của tên sẽ uh, kin luôn căn nhà này anh em nhá. Pentakin luôn căn nhà này. Với cái combo nhóc bạn đây đang sử dụng thì các bạn để ý rằng là uh, chúng ta cần bắt buộc phải cắt góc cả nhà nhá Nếu như các bạn không cắt góc thì gần như là các bạn sẽ lĩnh một cái trận Cảm giác là sẽ bị thua, tỷ lệ thua rất là cao đấy Ok uh, Bị uh, mất ba bi rồi thì chúng ta sẽ sử dụng đại quản giáo để cắt cho em nó cả nhà này Xe bò, trận này thì mình sẽ không có uh, ôm bom đi cả nhà Nhưng không sao đâu, chúng ta sẽ có, đó chính là golem băng uh, Xe bò luôn nhá ô oh, chết rồi còn mấy con golem băng nó sang cái góc, đó chính là góc của cái con queen anh em ạ. Thôi được rồi, không sao cả. Chiến luôn đúng không? Vào luôn. À, quen mất cái combo thứ 2 của mà mình mà đang muốn giới thiệu với tất cả các bạn, đó chính là combo Super Witch cả nhà nhá. Uhm, các bạn cũng biết rồi, Super Witch là một trong những đơn vị cực kỳ khỏe ở mười 12. Witch ở mười 12 thì các bạn để ý rằng là em nó đã là Witch 5 rồi cả nhà nhá đã là quyết 5 rồi cả nhà Vậy thì tại sao chúng ta không chơi chứ đúng nào Một đơn vị khỏe Một đơn vị cực kỳ là bã cháy Chắc chắn là phải chơi rồi Ờ à, Bọn này chạy linh tinh lang thang đấy Rồi Đã thế thì mình gồng luôn đại quản giáo lên anh em nha Chơi cho nó Khô con nhà bà máu luôn Con Visa lại định thổi mình ạ Bắn mình này Này Bây giờ thì bày bát sẽ là đơn vị cân tem ở trận đấu này cả nhà Ok chưa cả nhà ơi Có lốc xoáy nhá Có lốc xoáy cả nhà Tiếp tục cho thêm mình băng nữa nhá Úi dồi Còn con, con quý Thế mà không nói <laughs> Còn con quý không nói sớm <laughs> Là mình lém mình băng Nhưng mà dù sao lém mình băng ở đây Thì các bạn để ý rằng là chúng ta sẽ cứu được cái con này Như là con quý Cái combo này Ờ... Uh nghẽ ra là các bạn cần xét đi cho mình là như là một con ôm uh, bom siêu bom đấy Thì nó sẽ ok hơn đấy Nhưng mà ở trận đấu này thì chắc cũng không cần đâu Lúc kia mình định lém luôn bình chèo nhưng lém luôn bình chèo thì hơi phí nên sẽ bỏ nên thôi Nhưng mà thế quyết định là không lém nữa Nhưng mà dù sao thì combo rất là bá đúng không nào Đánh combo này thì các bạn cần triển khai sớm nhá Bởi vì nó hay bị fail time Super quick uh, là cực kỳ khỏe ạ các bạn sẽ lấy chủ đạo đi cho mình đó chính là healer này và wick còn bát peo thì các bạn có thể đánh hoặc là có thể đánh peo khác cũng được nhá còn phụ trợ thì các bạn tùy theo tùy cơ ứng biến theo những đơn vị phụ trợ cả nhà rồi chúng ta cùng về và qua đến đó chính là combo thứ ba rồi và bây giờ thì chúng ta cùng qua đến đó chính là cái combo thứ ba mà nhóm một tên muốn giới thiệu cho tất cả các bạn nhá ba lon dòng lửa và bát peo Ba lon dòng lửa và bát peo cả nhà, một trong những combo cực kỳ nổi tiếng và ở trang 12. Các bạn để ý rằng là ba combo Nhóm một t muốn giới thiệu cho tất cả các bạn nhá. Gần như là ba combo mà được đông đảo anh em chơi là rất nhiều cả nhà. Đó. Bây giờ thì chúng ta cùng clear trận này vậy nhá, một t nào. Đây rồi cả nhà này, có quân hội không? Đâu là quân hội đâu? Không có quân hội cả nhà mình ạ. À. Và chúng ta sẽ cho một dòng điện ở đây cả nhà nhá sau đó thì sẽ là dòng lửa cả nhà này ba lon tàu bay đại quản ấy chết rồi đại quản giáo chế độ đi bộ rồi quên mất vừa đánh bộ không 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 đổi đó cả nhà thôi được không sao cả chơi chơi hết cả nhà nhá và bên trong quân đội của mình thì sẽ là ba lon cả nhà mày quá nó thổi cho một phát kìa khớp nhạc luôn anh em ơi Tổng băng vào này cả nhà này và góc dưới 6 giờ thì nhóc ở đây sẽ đánh đó chính là bát peo cả nhà bây giờ thì mình sẽ để cho bát peo cân tem thôi liệu bát cân được không đấy trông cảm giác yếu đuối lắm không lấy được cọc visa này là thôi đấy đây cả nhà này đó anh em thấy không cảm giác như bầy bát đã cân được rất là nhiều rồi đúng không bên cạnh đấy nữa thì chúng ta vẫn còn dòng lửa còn rất là nhiều dòng điện các kiểu cả Ờ uh, lốc xoáy anh em ạ Lốc xoáy này thì bay rơi rồi Và chúng ta có ba xa Rất là nhẹ nhàng cho một combo đúng không nào Đến đây thì uh, video của nhóc của tôi cũng kết thúc cả nhà nhá Và đó là ba combo rất là hay ở thân 12 Dành cho tất cả các bạn Anh em nếu như ai mà chưa có combo nào hay dành cho mình ý, Thì có thể sở hữu ngay một trong ba combo trên nhá Và giờ thì xin chào cũng như hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá